Xin chào các bạn. Đây là cây rau mương. Đấy. Tên khoa học của nó cũng là cây rau mương mà mình đi ra đồng mình nhặt nhá. Hái về đây, cây này. Nếu mà nói là cây này có tác dụng cực kỳ trong cái việc chữa trào ngược dạ dày các bạn ạ. Bệnh đường ruột, bệnh trào ngược dạ dày. Cây này thì thường là mọc hay mọc ở theo các bờ mương các bạn ạ. Các bạn nhìn kỹ cho mình nhé. Hoa vàng và quả của nó thì dài dài này. Đó. Cái vùng nào mà nó có thì thường xuyên là nó hay tái sinh và nó hay là có cái hoa của nó, cái quả của nó rụng, nó khác tự mọc, tự sinh trưởng. Chứ còn nếu mà cái vùng nào không có thì các bạn có đi mỏi mắt cũng không có. Thế nên là cái cây này để mà nói ra ở chỗ nào có thì dễ thì cực dễ, nhưng mà hiếm thì cực là hiếm các bạn ạ. Chứ không phải là chỗ nào cũng có đâu nhá. Ở miền Bắc mình thì cũng thỉnh thoảng có chỗ thôi. Nhưng chỗ nào có thì là nó hay nhân giống hết mùa này đến mùa khác. Mình quay cho các bạn xem cái kỹ càng cái cây rau mương. Bây giờ nếu bạn nào mà bị mắc cái bệnh ăn nó hay bị đầy hơi và hay ợ chua, gọi là cái bệnh trào ngược dạ dày đấy. Trong dạ dày có cái gọi là cái vi khuẩn HP đó. Nhiều người nói là đi cái bệnh này là rất là khó chữa. Thế nhưng mà để các bạn gặp được cái cây như thế này ạ, thì nó là khắc tinh của cái bệnh đó các bạn ạ. Đó. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để sử dụng cái cây này để làm thuốc nhé. Bây giờ các bạn hãy chặt cái cây này về và các bạn hãy rửa sạch nó đi. Xong các bạn cho vào băm nhỏ đi. Băm sát khúc, sát khúc ra xong các bạn hãy cho vào sao. Sao vàng, hạ thổ và các bạn pha nước uống nhé. Thì nó sẽ chữa cho các bạn cái bệnh trào ngược dạ dày cực kỳ hiệu quả. Đấy, các bạn hãy hãm nước để uống hàng ngày. Nếu như bạn nào mà trời nắng hay là cũng trời râm thì các bạn hãy chịu khó uống cho mình, uống cả ngày luôn chứ không phải là trước hay sau bữa ăn gì cả, trước cũng được sau cũng được, các bạn thay nước hàng ngày cho mình. Nên các bạn nhớ là các bạn băm nó ra xong các bạn cho vào sao vàng, nếu gặp trời nắng các bạn hãy phơi đi, phơi qua đi xong rồi các bạn cũng sao thì nó nhanh hơn. Còn nếu như mà các bạn mà không gặp phải trời nắng mà gặp phải trời mưa thì các bạn hãy băm ra xong cho vào sao vàng nhé. Xong rồi các bạn hãy hãm nước uống như kiểu là nước chè, nước rễ các bạn. Đó. Thường nó hay mọc ở ngoài bờ mương, bờ ruộng ấy. Chứ còn như cây này mà ở trên cạn là không có đâu các bạn nhé. Các bạn đừng nhầm tưởng cây này với các loại cây khác. Lá của nó mặt sau nó có gân mà nó hơi lông lông, hoa màu vàng bốn cánh, quả của nó thì đây hình dài như quả đậu bắp và đầu của nó là có cái hoa, vẫn còn cái chúm hoa. Cách làm thì rất đơn giản các bạn nhé. Băm ra. Xong các bạn cho vào sao. Sao vàng. Và các bạn hạ thổ. Quét cái đất thì xong các bạn hãy úp cả cái nồi xuống hạ thổ. Xong rồi các bạn cho lên đun nước. Mỗi một ngày, ví dụ như một cái cây này của mình thì các bạn có thể dùng được trong 3 ngày. Mỗi ngày các bạn dùng khoảng độ 2 gram. 200 gram là 2 lạng cây tươi cho mình. Thế xong là sao là chỉ bằng một nắm thôi. Xong các bạn cho vào hãm nước nhé. Các bạn hãm lấy khoảng độ đun nó khoảng 2 lít nước. Thế xong rồi là các bạn đun cho nó cạn đến khi còn khoảng độ 1 lít rưỡi thì các bạn bỏ ra để dùng nhé. Nếu bạn nào mà muốn cái này thì mình đã sử dụng rồi và mình thấy hiệu quả, thế nên là mình rất là hiểu rõ về nó. Nếu các bạn cảm thấy nó nhạt nhạt, mình khi mình uống thì nó có vị hơi chát chát các bạn ạ.
hơi chát chát. Nếu các bạn mà muốn cho nó dễ uống hơn thì các bạn có thể cho chút muối, hay hoặc là bạn nào muốn uống ngọt thì các bạn có thể cho chút đường vào nhé các bạn. Nhưng mà như mình là mình uống không, mình không cần một cái thứ gì hết. Trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn là cây rau mương chữa, bài thuốc chữa bệnh trào ngược dạ dày cực kỳ hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn tìm được đúng cây thuốc để chữa đúng bài thuốc cho chữa trị cho mình. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.